Vũ đang ở trong một cái khu công nghiệp đó, giống như là cái chỗ mà mấy cái warehouse người ta để, người ta mở tiệm này kia đó, đậu vô parking lot thấy gì vui nè, thấy không, đây có cây ổi nè, không đúng là cali mà cây trái là mọc đâu cũng được, không cây ổi nè ha, đang có trái nữa nè ha. Chẳng những vậy mà có người còn ghép cái gì mà đủ thứ nhánh vô đây hết trơn nè, không biết bao nhiêu loại ổi trong đây nè không hiểu nổi nè, không đây một cặp ổi đang chín ngon ha, nhưng mà mình là một người lịch sự, mình không hái, mình chỉ chiêm ngưỡng thôi ha. Một cây ổi cao hơn Vũ 6 7 feet. Vua nhát một chậu 25 gallon, 4 chậu 15 gallon, 1 chậu nâu gallon vô chiếc xe van này hết Kia Sedona và một mớ mảng cầu. Chậu này là chậu 15 gallon, bắt đầu từ cây này đi. Cây này thì là cây Green Chestnut, cũng là mảng cầu do Thái xanh luôn, mua của vườn của anh Hậu ha. Thì cây này thì thấy có 120 à, bán có 120 à, mà nó có giờ nó đang có 2 trái luôn nè, đâu đâu thế nào mà không mua được, đâu 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 có chịu được. Thì là cây cũng không có to lắm, nói chung là cũng to, nếu mà ở Arizona mà cái cây này người ta bán không đã cả trăm trăm mấy rồi, không có trái gì hết trơn ha, mảng cầu thường á. Còn cái này là Green Chestnut thì ở đây là không có giá này đâu, cho nên là có 120 là thôi mua luôn. Đó, 2 trái ha. Cây này cái thân da cũng co bằng bự hơn ngón tay cái của Vũ một chút. 120 ở vườn của anh Hậu ở Riverside. Còn đây á là cây mảng cầu mà Vũ thấy rất là đáng tiền nè. Cây này á là mảng cầu do Thái đỏ ha, Red Chestnut. Cây này thì có 1 2 3 4 trái luôn, có một trái này rất là to nè ha. Mà cây này á là 250, mua ở vườn Magnolia chung với cái cây mảng cầu bên đây, chung với cây mảng cầu này. Mảng cầu này là mảng cầu Úc 2 AP2. Thì cây này đó thì 150, sale còn 120, nhưng tại vì Vũ mua 2 cây thì cô bớt cho Vũ cây này có 100. Ha, cây này 100. Xong rồi cái vừa cây này thì là cũng là nó, người ta nói là mảng cầu Úc luôn, AP, nhưng mà AP1 cũng có 115 đồng, mà cây rất là to, bự hơn bự bằng ngón chân cái, cây cao bự to khỏe lá khỏe. Cây này là cây Sabuche à Lano. Thì thật ra Vũ là định bỏ cuộc cái Sabuche rồi, không có mua nữa, nhưng mà thôi thử một lần cuối mua một cây cái loại khác nữa thôi. Tại vì hiện giờ là Vũ đã có Chico Sidewood, thì bây giờ Vũ muốn mua một cây Alano nữa thử coi nó như thế nào. Thì cây này nó với lại mua một cây mà nó đã từng đậu trái rồi, để mà mình coi coi khi mình đem về đây á, nó có đậu trái nữa hay không. Thì cây này nó cũng có 1 trái ở đây ha, rồi nó đang có vài cái bông nữa, thì mình coi để coi như thế nào. Cây này thì 250, nhưng mà Sabuche thì bình thường là hơi mắc hơn mấy cây khác, tại vì nó nghe người ta nói là nó lâu, nó chậm lớn hơn. Trái thì rất nhiều nha, rất mừng á, là vì không có rụng một trái nào á. Tại vì hôm qua mấy cái trái nó bự quá đó, thì cũng sợ nó rụng. Tại vì cái trái này chắc cũng gần cả một pound á, cũng cả 1 pound trái đó, rồi trái nhỏ cũng nhiều nữa nè. Vũ rất là sợ nó rụng, nhưng mà nên là nó không có rụng một trái nào hết, tất cả là đúng hết. Này chắc cũng được 5 6 trái gì đó, ngon lành luôn. Hôm nay Tết lớn vậy đi cho nó vui. Thì cái cây này rất là đẹp, cái dáng cũng đẹp, mà cái gốc thì cũng rất là to ha. Mình thấy gốc này chắc cũng cỡ chừng cái tầm tay của nít, tầm
ghép gốc Chermoya, gốc con cầu mễ nè, ta ghép này lên là ghép vô. Thì trái nhỏ nhỏ thì cũng 4 trái, 3 trái gì đó, trái lớn thì cũng 4 trái. Ngon lành. Hôm nay là có mãng cầu mình ăn Tết rồi nha. Đó, ha, cây mãng cầu này á là 500. 500 mà được một cây mãng cầu giống vậy thì thật ra nếu mình nói 500 thì rất là mắc đúng không? Nhiều tiền nhưng mà thật ra thì không có cái gì mua được thời gian hết. Thì mình mua như vậy để mình cho một cây lớn luôn để mà nó có sức đậu trái năm năm sau nó tiếp tục nó đậu trái nữa ha. Đó. Rồi. Cái này thì Vũ cũng chưa biết là Vũ sẽ xuống đất hay là trồng trong chậu nữa, tại vì cũng chưa biết được, để từ từ tính ha.